Xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều qua, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Giáo dục Đào tạo về định hướng giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dành cho ngành giáo dục cả nước cũng như ngành giáo dục thành phố trong thời gian qua. Với vị trí trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội lớn của cả nước, quy mô dân số hơn 10 triệu dân, với những đặc thù riêng của một đô thị lớn, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng là đơn vị thí điểm các cơ chế, mô hình mới phù hợp với xu thế phát triển của thế giới cũng như nhận nhiệm vụ triển khai các chủ trương lớn trong ngành giáo dục và đào tạo. Trao đổi tại buổi làm việc, các ý kiến từ phía Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo đều tập trung phân tích, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục thành phố tương xứng với tiềm năng thế mạnh. Trong đó, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các ý kiến đối với một số quy định của Trung ương chưa phù hợp với thực tiễn, nên khi triển khai gặp phải những bất cập khó khăn trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và trong yêu cầu phát triển của giáo dục thành phố. Năm 2022-2023 là năm đầu tiên vào lớp 10 thì mong bộ sớm có cái định hướng đầu ra, tức là cái quy định nội dung và hình thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp ở năm mà các em học sinh lớp 12 ra trường 3 năm sau, để các trường trung học phổ thông có thể chủ động xây dựng các cái tổ hợp môn phù hợp với năng lực tổ chức của mình, cũng như là cái định hướng các em để chọn được cái môn học cho phù hợp với lại tình hình của nhà trường cũng như năng lực học tập của các em, và hướng đến cái kỳ thi cái đầu ra mà ổn định tâm lý cho phụ huynh học sinh cũng như là các em học sinh yên tâm khi lựa chọn các tổ hợp môn khi vào lớp 10 năm học này. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề cập đến những đặc thù của giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, đó là quy mô lớn, áp lực lớn, đòi hỏi cao, kỳ vọng nhiều, nên thách thức đặt ra với thành phố là rất lớn. Đây là một thách thức đối với cả ngành, cả bộ và cả các địa phương. Nó thách thức từ triển khai vĩ mô cho đến từng môn học, cho đến từng giáo viên. Có thể nói là cái tốc độ của cái đổi mới này nó diễn ra rất nhanh. Chỉ cho đến năm 2025 là chúng ta đã thay toàn bộ hệ thống sách giáo khoa. Chỉ riêng Sở Giáo dục và Đào tạo chắc chắn không thể làm công cuộc đổi mới này cho được. Mà nếu như không có một cái chỉ đạo thực sự giáo diết thì cũng sẽ rất khó khăn trong cái thành công. Cho nên mong là các đồng chí lãnh đạo thành phố thì sự chú ý đến giáo dục ở lúc này, trong thời điểm đổi mới này thì đã quan tâm thì nên quan tâm một cách đặc biệt tập trung. Để thực hiện mục tiêu chất lượng, Bộ trưởng cũng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần có một kế hoạch, thậm chí là chiến lược đặc biệt ưu tiên đối với vấn đề đặt mục tiêu giảm sĩ số học sinh trên lớp, như là mục tiêu ưu tiên đột phá trong giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên xác định giáo dục đào tạo của thành phố mang tên Bác phải phát triển xứng tầm với vị thế của thành phố. Lãnh đạo thành phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa các chủ trương, giải pháp để thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Những thuận lợi, những thử thách chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục. Và có những mặt áp lực mà tôi nghe các đồng chí Bộ trưởng nói là có những cái khó mà các đồng chí không hình dung là có thể đi qua bằng cách nào. Bởi vì hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giải quyết cho cái số lượng dân số của mình, mà còn gánh vác một cái trọng trách khác nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo thẩm quyền của mình ban hành những cơ chế chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực. Như đồng chí Bộ trưởng nói là đẩy mạnh cái xã hội hóa, quan tâm công tác tổ chức, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố chứ không chỉ là của thành phố. Từ đó tôi đề nghị bốn cái đề nghị. Đề nghị thứ nhất là những gì thuộc trách nhiệm của thành phố chúng tôi sẽ quyết tâm cao nhất có thể. Ở đây tôi không nói cụ thể là những con số tỷ lệ chúng tôi quyết tâm, nhưng quyết tâm tối đa đương nhiên là trách nhiệm của chúng tôi. Và những gì của bộ thì chúng tôi tin tưởng rằng bộ cũng đi lần này, các đồng chí đi khảo sát thực tế chắc
chắn rằng các đồng chí sẽ ra những quyết sách phù hợp trong tình hình tới để giải quyết tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của địa phương. Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số và xây dựng chính quyền đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu phát triển của thành phố. Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo góp ý cho dự án luật điện ảnh sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3. Về quyền và nghĩa vụ của nhà sản xuất phim, biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên và các thành viên khác trong đoàn làm phim, các đại biểu nêu ý kiến cần bổ sung bảo hiểm tai nạn cho diễn viên đóng thế để đảm bảo tính an toàn cho các công việc mang tính đặc thù. Về vấn đề cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức cá nhân nước ngoài, các đại biểu kiến nghị cần tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất nước ngoài hoạt động tại Việt Nam nhằm thúc đẩy giai đoạn hội nhập và phát triển của nền công nghiệp nước nhà. Các đại biểu cũng nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục đầu tư vào quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Đây cũng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ, được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật, có khả năng tài chính độc lập, nhằm hỗ trợ nhà làm phim trẻ, nhà sản xuất trẻ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này. Tuổi trẻ Sawako đoàn kết, khát vọng, yêu nghề, trách nhiệm, xung kích, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa ngành cấp nước. Đây là khẩu hiệu hành động được đề ra trong Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Sawako đã tích cực thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra như đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, chất lượng cho nhân dân thành phố, duy trì và giữ vững chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được cấp nước sạch, đặc biệt thực hiện công trình thanh niên Sawako đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng, lắp đặt và trao tặng hệ thống rửa tay, mở nước bằng van chân đạp tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố, góp phần chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong phương hướng nhiệm kỳ mới, Đại hội đã đề ra 10 mục tiêu hoạt động, trong đó tập trung xây dựng các đề án trọng điểm như ứng dụng công nghệ số trong đột phá cải cách hành chính ngành cấp nước thành phố giai đoạn 2022-2027, công trình tuổi trẻ Sawako xung kích tham gia xây dựng bảo tàng ngành cấp nước thành phố, công trình tuổi trẻ Sawako xung kích tham gia thực hiện giảm tỷ lệ đồng hồ nước tiêu thụ bằng không mét khối. Qua đó, hướng tới xây dựng tổng công ty phát triển bền vững, hội nhập với mục tiêu phát triển vì cộng đồng, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Bản tin buổi sáng tiếp tục với chuyên mục điểm báo. Qua 20 năm, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hiến gần 5,4 triệu mét vuông đất để những con đường hẻm nhỏ được mở rộng khang trang, sạch đẹp. Phong trào hiến đất mở rộng đường, mở rộng hẻm được người người nhà nhà từ khu vực nông thôn đến khu vực đất vàng thành thị đồng thuận ủng hộ. Cũng nhờ đó, đời sống người dân được cải thiện, kinh tế phát triển, giao thông thuận tiện, bộ mặt đô thị cũng ngày càng khang trang hơn. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào này, công tác tuyên truyền vận động cần được chú trọng, tạo được sự ủng hộ và đồng lòng thực hiện từ người dân. Kết quả đó đến từ việc chứng minh cho người dân nhận thấy việc mở rộng hẻm sẽ đem lại môi trường sống thông thoáng, đảm bảo an toàn cùng với nhiều lợi ích kinh tế sau khi làm đường mở hẻm. Bộ Công an lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Đáng chú ý, có quy định thực hiện thí điểm đấu giá theo cơ chế biển số đi theo người, tức là khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác mà mình sở hữu. Các chuyên gia đều tán đồng quy định này và cho rằng nếu thí điểm đấu giá biển số ô tô thành công thì nên xem xét đến việc cho phép đấu giá biển số xe máy vì người đi xe máy cũng có nhu cầu lựa chọn biển số xe theo mong muốn. Ngoài ra, cần có hành lang pháp lý và có sự phối hợp của cơ quan công an, sở tư pháp và sở tài chính tại địa phương để kiểm soát hoạt động đấu giá biển số. Nắng nóng bắt đầu gay gắt, ngành điện dự báo mức tiêu thụ điện sẽ tăng mạnh. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến trong tháng 5, sản lượng tiêu thụ bình quân tại thành phố sẽ đạt đỉnh mùa khô. Hóa đơn tiền điện của người dân sẽ dễ rơi vào bậc thang giá cao. Điện lực thành phố khuyến cáo thông qua ứng dụng của ngành điện và tổng đài đa kênh, người dân có thể theo dõi chỉ số điện tiêu thụ, so sánh chỉ số tiêu thụ của các tháng cùng kỳ. Nếu nhiều thì rà soát lại để điều chỉnh. Đây là cách hiệu quả nhất để tiết kiệm điện. Giá dầu cọ và dầu thực vật thế giới đã tăng mạnh trong ngày 25 tháng 4 sau quyết định cấm xuất khẩu dầu cọ của Indonesia được công bố cách đây vài ngày.
Giá dầu cọ FCPOC3, loại dầu thực vật được sử dụng nhiều nhất, đã tăng hơn 6%, tiến sát mức cao nhất mọi thời đại được ghi nhận hồi tháng 3. Trong khi đó, giá dầu đậu nành BOCV1 tăng sát mức cao nhất được thiết lập hồi năm 2008. Indonesia là nước sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới, chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á này đã cấm xuất khẩu dầu cọ do điều kiện thời tiết khó khăn và chiến sự tại Ukraine. Song song đó, nguồn cung dầu hướng dương trên thế giới đã bị gián đoạn sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tại Tây Ban Nha, một số siêu thị thậm chí đã giới hạn một người chỉ có thể mua tối đa 5 lít dầu. Thế giới ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào hàng hóa Trung Quốc kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát trong năm 2020. Đến hiện tại, chiến lược không khoan nhượng trong nỗ lực chống COVID-19 của Trung Quốc đang tác động đến không chỉ riêng nước này mà còn đến cả sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang căng mình chống đỡ đợt dịch bùng phát mạnh nhất kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát cách đây hơn 2 năm. Giao thông đình trệ, nhiều trung tâm sản xuất và xuất khẩu quy mô lớn tại Trung Quốc phải phong tỏa, đang đặt ra những thách thức chưa từng có, không chỉ đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mà còn cả toàn cầu. Khu công nghiệp sân bay Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, nơi có nhiều cơ sở sản xuất của các công ty lớn như Foxconn, thông báo lệnh phong tỏa 14 ngày từ ngày 15 tháng 4. Và biện pháp này sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh. Chỉ những nhân viên có giấy thông hành đúng quy định, mã số y tế hợp lệ và chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 mới có thể rời khỏi khu công nghiệp trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa. Thành phố Tây An ở Tây Bắc Trung Quốc cũng thông báo tạm thời áp đặt lệnh phong tỏa từng phần sau khi ghi nhận nhiều ca mắc mới COVID-19 trong tháng này. Trong khi đó, Thượng Hải hiện đang là tâm dịch của đợt bùng phát mới tại Trung Quốc. Số ca mắc mới tại đây chiếm phần lớn tổng số ca mắc mới ghi nhận trên cả nước. Trong thông báo mới đây, chính quyền Thượng Hải cho biết sẽ kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 26 tháng 4. Thành phố đông dân nhất Trung Quốc này đã bước vào tuần phong tỏa thứ tư với các biện pháp nghiêm ngặt, khiến cuộc sống của khoảng gần 26 triệu người gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân không được phép ra khỏi nhà, ngoại trừ các nhân viên y tế, tình nguyện viên, người giao hàng, hay những người được cấp phép. Doanh nghiệp phải đóng cửa vì thiếu lao động. Hoạt động tại trung tâm tài chính của Trung Quốc đã tạm dừng với hầu hết lĩnh vực không quan trọng bị đóng cửa. Dịch vụ giao thực phẩm gần như ngưng hoạt động. Hầu hết chuyến bay đến và đi từ hai sân bay của thành phố đã tạm ngừng, trong khi cảng lớn nhất thế giới nằm ở ngoại ô Thượng Hải chỉ hoạt động với một nửa công suất. Nhà chức trách địa phương cho biết tình hình hiện nay có thể kéo dài cho đến khi virus SARS-CoV-2 bị loại bỏ ở mọi khu vực trong thành phố. Kể từ khi đợt dịch gần nhất bùng phát vào tháng 3, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 500.000 ca nhiễm cộng đồng và nhiều ca tử vong. Đợt dịch mới do biến thể Omicron đã ảnh hưởng tới gần như tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc, với hàng trăm triệu người phải sống trong cảnh phong tỏa ở các mức độ khác nhau. Nỗ lực chống COVID-19 tại Trung Quốc đang gây tắc nghẽn trên các tuyến đường bộ, bến cảng, khiến công nhân mắc kẹt và đóng cửa vô số nhà máy. Các biện pháp hạn chế mới được cho là sẽ tiếp tục gây thêm gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều nhà kinh tế cũng lo ngại các biện pháp hạn chế sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay. Foxconn Interconnect Technology, một đơn vị của Foxconn chuyên sản xuất thiết bị truyền dữ liệu và kết nối, cho biết nhà máy của họ ở Công Sơn giáp với Thượng Hải chỉ có thể hoạt động 60% công suất. Nhiều công ty sản xuất linh kiện điện tử khác cũng cho hay các biện pháp chống COVID-19 ở miền đông Trung Quốc đã khiến họ phải tạm ngừng sản xuất. Tập đoàn sản xuất phụ tùng ô tô khổng lồ Bosch Đức đã đình chỉ sản xuất tại các địa điểm ở Thượng Hải và Trường Xuân. Pegatron, công ty chuyên lắp ráp iPhone của Apple, cũng đã tạm dừng hoạt động tại Thượng Hải và Công Sơn. Chính sách ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Trung Quốc còn khiến hoạt động vận tải chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, gây ra tình trạng xếp hàng dài, chậm trễ và giá cả tăng cao. Mức giá thông thường để đặt một chiếc xe tải từ tỉnh Sơn Đông đến Thượng Hải đã tăng hơn gấp 4 lần, từ 7.000 nhân dân tệ, khoảng 1.100 đô la Mỹ, lên 30.000 nhân dân tệ. Trung Quốc đã cố gắng giảm bớt tác động bằng cách giữ cho các cảng và sân bay hoạt động và khuyến khích sản xuất theo chu trình khép kín.
Tuy nhiên, số lượng tàu container xếp hàng chờ tại cảng Thượng Hải, cảng container nhộn nhịp nhất thế giới và cảng Zhoushan gần đó đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu tháng 4 lên 118, gần gấp 3 lần con số một năm trước. Các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,5% mà Trung Quốc đặt ra cho năm 2022 hiện không khả thi vì rất nhiều hoạt động kinh tế thường nhật đang bị trì trệ. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 11 tháng 4 cũng cảnh báo quan chức địa phương về thiệt hại kinh tế ngày một lớn của các đợt bùng phát dịch. Ông kêu gọi giới chức địa phương cần cân bằng biện pháp kiểm soát dịch và việc khuyến khích tăng trưởng. Chuyên trang tài chính Bloomberg dẫn lời các chuyên gia thuộc Đại học Hồng Kông, Trung Quốc dự báo, trong kịch bản tồi tệ nhất, nếu Trung Quốc kiên trì chiến lược Zero Covid, kinh tế nước này thiệt hại ít nhất 46 tỷ đô la Mỹ sản lượng kinh tế mỗi tháng, tức khoảng 3,1% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc. Con số thậm chí có thể lớn hơn nhiều nếu xét tới những tác động từ lạm phát và có thêm các thành phố lớn cũng áp dụng lệnh phong tỏa. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay từ 4,8% xuống còn 4,4% do Thượng Hải và một số trung tâm công nghiệp khác phải áp dụng lệnh phong tỏa. Con số này gần bằng một nửa mức tăng trưởng 8,1% của năm ngoái và mục tiêu 5,5% của chính phủ Trung Quốc. Theo IMF, các biện pháp hạn chế ở Trung Quốc còn gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc rốt cuộc sẽ phải điều chỉnh chính sách khi virus trở nên quá dễ lây lan. Rõ ràng về dài hạn, chính sách Zero Covid sẽ đứng trước nhiều thử thách, nhất là khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang gặp nhiều biến động vì tình hình chiến sự tại Ukraine. Và Trung Quốc không thể bảo đảm rằng mình không bị tác động, cho dù cứ tiếp tục đóng cửa biên giới. Đến đây thì thời lượng dành cho Nhìn ra thế giới đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính thưa quý vị, hơn nửa triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 45 trên 63 địa phương trên cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiêm cho hơn 150.000 trẻ trong độ tuổi này. Với mục tiêu tiêm đến đâu, an toàn đến đó, ngành y tế thành phố đang nỗ lực thực hiện song song hai nhiệm vụ là hoàn thiện các mũi tiêm chủng và phát hiện sớm, xử trí kịp thời các trường hợp trẻ có phản ứng sau tiêm. Sau 48 giờ được điều trị kịp thời tại khoa nội Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi bị phản ứng phản vệ độ 2 với vaccine COVID-19 này đã được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh bình thường. Thấy con nó ổn thì nó cũng vui, thế thì nhiều lúc mình cũng muốn con mình chích ngừa để cho nó không có không có ảnh hưởng tới COVID, nhưng mà nhiều lúc tùy theo bé thôi, cơ địa nó không tốt thì nó dị ứng với thuốc. Tại khoa nội đây đã nhận 3 trường hợp thì có phản ứng sau tiêm, có 2 ca phản ứng độ 2 và 1 ca phản ứng độ 1, cấp độ thì nó không có cao. Xử trí ban đầu của các bệnh viện tuyến trước, của các cơ sở y tế tuyến trước rất là tốt, và cái xử trí ban đầu mới là quan trọng, tại vì khi mà chuyển tới bệnh viện, nếu mà ban đầu xử trí không tốt thì khi tới bệnh viện nó chậm trễ thì xử trí sẽ khó hơn. Bác sĩ Danh Nghĩa Thiền Môn, người trực tiếp xử lý một trong hai ca phản ứng sau tiêm của trẻ tại quận Bình Thạnh trong đợt tiêm chủng lần này, khẳng định việc tuân thủ quy trình tiêm chủng, đặc biệt ở 30 phút theo dõi sau tiêm là rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc đảm bảo tâm lý và thể chất cho trẻ trước các buổi tiêm cũng là điều các phụ huynh cần lưu tâm. Trung tâm đặc biệt là chú trọng tới cái khâu mà theo dõi sau tiêm, chú trọng luôn. Tức là lúc trước mỗi buổi tiêm đều phải đi kiểm tra những cái gọi là thiết bị, những cái hộp chống sốc phải đầy đủ. Phản ứng sau tiêm á, có thể xảy ra là thứ nhất là do vaccine, thứ hai là có thể do các cháu chưa được ăn uống đầy đủ. Thứ ba là do các trẻ lo lắng sợ sệt quá, phụ huynh phải cố gắng chăm lo, thứ nhất là tâm lý cho các trẻ để các trẻ an tâm mà tiêm chủng, thứ hai là phải chuẩn bị cho các cháu ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm, đừng để trẻ bụng đói quá hoặc là ăn quá no, nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Theo HCDC, mục tiêu lớn nhất của chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh lần này là đảm bảo an toàn cho trẻ em. 700 đội tiêm với gần 7.000 nhân viên y tế thành phố đã được tập huấn bởi 3 bệnh viện nhi trong công tác khám sàng lọc và xử trí phản ứng sau tiêm để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra khi tiêm chủng. Trong cái quá trình tiêm chủng luôn có một cái xác suất nhất định để mà xảy ra những cái sự cố bất lợi, có thể nặng, có thể nhẹ. Và cái điều quan trọng nhất đó là những sự cố bất lợi đó cần phải được phát hiện thật sớm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi
thuộc Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới trong công tác cấp cứu, xử trí tai biến sau tiêm vaccine COVID-19. Sở Y tế thành phố cũng yêu cầu phải sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai biến sau tiêm vaccine COVID-19 do mạng lưới cấp cứu 115 chuyển đến hoặc người dân tự đưa đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận xử trí ban đầu trước khi chuyển viện, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh. Phát triển Kon Tum trở thành điểm đến du lịch nổi bật đặc trưng của vùng Tây Nguyên về du lịch xanh, chất lượng, bền vững, với hệ thống sản phẩm du lịch đồng bộ đặc sắc trên cơ sở khai thác phát huy hài hòa, tài nguyên tự nhiên và văn hóa các dân tộc. Đây là định hướng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa ra tại Diễn đàn Du lịch Kon Tum, tiềm năng và triển vọng năm 2022. Theo đánh giá của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kon Tum có đầy đủ yếu tố về tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý và văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, được xem là thế mạnh góp phần kiến tạo nên các sản phẩm du lịch độc đáo. Tuy nhiên, năm 2019, tổng thu du lịch chỉ đạt 297 tỷ đồng, kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Theo các chuyên gia, để tiếp tục thu hút khách du lịch, Kon Tum cần hình thành hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và tiện nghi đồng bộ, hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối thuận lợi, nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu phát triển. Tại diễn đàn, ban tổ chức cũng đã công bố kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030, mục tiêu là đón 3,3 triệu lượt khách du lịch, tăng trưởng trung bình 14% mỗi năm. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình về đề án khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là phố ẩm thực thứ hai của Hà Nội, ghi nhận của phóng viên HTV tại Hà Nội. Theo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, dự án nhận được sự đồng thuận của 97,6% người dân được khảo sát trên địa bàn. Dự kiến phạm vi dự án gồm 7 tuyến phố, trong đó hai tuyến phố trung tâm là phố Ngũ Xã và phố Nguyễn Khắc Hiếu sẽ tổ chức đi bộ trên đoạn đường dài khoảng 120 mét. Rất là vui mừng khi được các cơ quan chính quyền rồi là người dân ủng hộ để hình thành cái khu phố ẩm thực. Đây sẽ là cái cơ hội để phát triển kinh tế nhiều hơn. Dự án nếu được thực hiện sẽ tạo dấu ấn riêng cho đảo Hồ Trúc Bạch, phát triển du lịch và kinh tế đô thị theo đúng định hướng của Thành ủy Hà Nội. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo cần chú trọng đến không gian văn hóa cũng như đời sống của người dân quanh khu vực khi thực hiện phố đi bộ. Chúng ta phải chú trọng hơn nữa, bởi vì hiện nay cái giữa cây xanh với đường phố nó chưa hài hòa, đặc biệt là một số các cái yếu tố khai thác các công trình văn hóa xung quanh. Không những chỉ có nhà nước tham gia mà phải vận động cả người dân để họ cải tạo, chỉnh trang các cái mặt phố này đi. Thì đây là bài học khi chúng ta làm các cái tuyến phố ở xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Quản trị về vệ sinh, về an ninh, về giao thông, làm sao để cái hoạt động của thành phố nhưng lại không ảnh hưởng đến cái cuộc sống riêng của những cái công dân sinh sống ở đấy. Dự kiến đề án khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã tại phường Trúc Bạch triển khai sẽ có thêm 33 cơ sở kinh doanh dịch vụ, tạo thêm việc làm cho hàng trăm người lao động. Thời gian dự kiến triển khai từ quý 4 năm 2022. Sau thời gian thí điểm sẽ xem xét tổ chức khu phố ẩm thực 7 ngày trên tuần, từ 19 giờ tới 5 giờ sáng hôm sau. Hành trình tiếng gọi ngàn năm là hoạt động tiếp theo của chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia khởi xướng vào tháng 3 năm nay, với mong muốn đón nhận sự tiếp sức, sự chung tay từ cộng đồng hướng đến một Việt Nam xanh hơn, khỏe hơn. Tham gia hành trình, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Hơ Henier cảm nhận rất hạnh phúc khi tự tay trồng cây pơ mu và được trực tiếp giám sát sự phát triển của cây chỉ sau 20 ngày tại rừng Xuân Liên, Thanh Hóa. Thông qua các hoạt động thực tiễn như trồng và giám sát rừng, trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú, ghé thăm các rừng cây cổ thụ hơn ngàn năm tuổi, cùng hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa, chương trình giúp cho người tham gia kết nối và thấu hiểu tầm quan trọng của trồng rừng và từ đó lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng đến công chúng. Từ ngày 21 tháng 5 tới đây, khi thông tư 15 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, kết quả phạt nguội khi xác minh được người và phương tiện giao thông vi phạm sẽ được gửi thẳng về trụ sở công an, nơi người vi phạm cư trú để giải quyết. Thông tư 15 quy định, nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm, thì cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an cấp phường, xã, quận, huyện, nơi cư trú để giải quyết vụ việc.
trưởng công an cấp xã, cấp huyện tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo quy định. Tại thông tư 15, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt ngay tại cổng dịch vụ công của Bộ Công an qua địa chỉ dịchvucong.bocongan.gov.vn. Ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé tàu thống nhất phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè 2022. Trước mắt, đường sắt mở bán 4 đôi tàu khách thống nhất chạy hàng ngày trên tuyến Bắc Nam, gồm các tàu từ SE1 đến SE8. Ngoài ra, để phục vụ hành khách đi lại trên các tuyến, đường sắt còn tổ chức các mắc tàu khu đoạn giữa Hà Nội Vinh, Hà Nội Đồng Hới và Hà Nội Huế. Hiện đường sắt vẫn đang bán vé tàu phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ngoài các đôi tàu đã lập trước đây gần 9 chỗ, đường sắt mới đây đã lập thêm nhiều mắc tàu trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội, Hải Phòng. Nhờ hệ thống cơ sở lưu trú đồ sộ và sức chứa lớn nên các điểm đến hàng đầu như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hội An vẫn chưa cháy phòng dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Ngoài ra, nhiều đại lý và doanh nghiệp lữ hành vẫn có thể hỗ trợ du khách đặt phòng khách sạn trong dịp này nhờ sở hữu quỹ phòng riêng. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch khuyến cáo du khách nên đặt phòng sớm nhất có thể. Ngoài ra, du khách đã có thể chọn tour du lịch nước ngoài đến Campuchia, Thái Lan, Singapore, Dubai, châu Âu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.